bình minh đang lên trên bầu trời kỳ quan thiên nhiên của nhân loại. Một sức sống mới đang hòa trong từng nhịp chuyển động của Hạ Long. Một tâm điểm mới, một vị thế mới. Biểu tượng mới của Hạ Long. Dự án tuyến kè và khu đô thị cao xanh Hà Khánh ABCD. Niềm tự hào của Hạ Long. Nằm trên địa bàn hai phường Cao Xanh và phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD tọa lạc ngay phía bắc cầu Bãi Cháy, sát quốc lộ 18, được bao bọc bởi hai tuyến đường Cao Xanh và tuyến kè bao biển. Dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD được xây dựng bởi chi nhánh Quảng Ninh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng công trình 507, tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giao thông vận tải, hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp, tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp. Dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD là một dự án có quy mô lớn với tổng diện tích lên đến 937.682 m² với rất nhiều khu chức năng phục vụ tối ưu nhu cầu sống của cư dân tương lai như khu ở bao gồm 208.000 m² nhà liền kề, 101.000 m² nhà biệt thự, một tòa nhà chung cư, khu trụ sở liên cơ quan hành chính rộng 20.000 m², các cụm công trình công cộng, dịch vụ thương mại rộng 51.000 m², các công trình phục vụ giáo dục rộng 22.000 m², khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao và công viên xanh rộng 130.000 m², hệ thống bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông, thoát nước. Đối với Hạ Long, dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD sẽ xứng đáng là tâm điểm và vị thế mới, mang lại sức sống mới cho Hạ Long. Dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận lợi. Từ trung tâm cũ của thành phố Hạ Long đến dự án có chiều dài chưa đầy 3 km, với rất nhiều tuyến đường lưu thông như tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cao Xanh, tuyến đường Lê Lợi hay tuyến đường Lê Thánh Tông nối với tuyến đường bờ kè bao biển. Những con sóng trong xanh đang vỗ bờ, những cánh chim vươn mình trong gió. Hạ Long đã và đang khẳng định vị thế của một di sản thiên nhiên của nhân loại. Môi trường sống trong lành đang là tiêu chí hàng đầu của các sở, ban ngành và người dân nơi đây. Dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD được xây dựng trên những tiêu chí đó. Chức năng cơ bản nhất là ngăn bùn không tràn ra vịnh Cửa Lục, tiếp đến tạo ra môi trường sống lý tưởng cho những cư dân tương lai chọn nơi đây làm nơi an cư, lạc nghiệp. Hạ Long đang băng băng trên hành trình hướng về tương lai tươi đẹp hơn. Những mục tiêu cơ bản nhất là trồng cây, trồng người được ưu tiên số 1. Dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD dành sự ưu tiên lớn cho giáo dục, y tế và các tiện ích sống xanh. Dự án có 3 nhà trẻ mẫu giáo nhằm chăm sóc tốt nhất cho thế hệ mầm non tương lai. Có trường tiểu học và trung học cơ sở, có 4 trung tâm y tế phân bố đều cho toàn bộ dự án. Có đầy đủ hệ thống nhà văn hóa, thư viện, các khu công viên cây xanh, khu thể dục thể thao, phục vụ sức khỏe và giáo dục. Vấn đề phát triển thương mại cũng là một ưu tiên trọng điểm. Dự án có khu chợ trung tâm, có các khu phố mua sắm cao cấp, tạo thành môi trường sống năng động, hiện đại và hoàn hảo. Bên cạnh đó, những cơ quan hàng đầu của chính quyền tỉnh đã chọn nơi đây làm trụ sở như tòa án, viện kiểm sát nhân dân. Điều này khẳng định nơi đây đất lành chim đậu và hứa hẹn sẽ là môi trường an toàn cho cư dân. Môi trường trong lành, tiện nghi và mới mẻ. Một tâm điểm mới, vị thế mới và sức sống mới của Hạ Long. Biểu tượng mới của Hạ Long. Dự án tuyến kè và khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh ABCD, niềm tự hào của Hạ Long.